Vì sao những người giàu sớm thường khổ về cuối đời? Tôi có quen một thầy xem tướng số rất nổi tiếng. Thầy nói với tôi, trong mấy chục năm xem số cho người, phàm những ai giàu sớm thì thường chết sớm hoặc cuối đời không đâu vào đâu cả. Khi đó tôi không hiểu vì sao, hỏi thầy, thầy cười bảo, trẻ nó sướng, cái gì trên đời nó cũng hưởng hết rồi mà không tạo ra được phước mới, còn gì nữa mà không chết sớm hay khổ cực cuối đời. Sau này tôi mới nghiệm ra, quả vậy, đàn ông có tiền thì thường sa đọa, nhất là những người trẻ. Vì có tiền trong tay khi còn trẻ, đàn ông thường tìm đến rượu và gái, tuyệt đối không nằm ngoài hai thứ này. Chúng nó luôn đi cùng với nhau. Gái rượu, rượu gái, một đôi bạn thân. Rượu và gái không chỉ cướp đi sức khỏe, mà nó còn cướp đi cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp đang thăng tiến. Thử nhìn lại xem bao nhiêu quan chức trong và ngoài nước bị bắt, bị thất thế, bị khống chế đều vì gái quên thân. Bao nhiêu gia đình hạnh phúc cũng tan nát đều vì dâm phục vụ. Trong phạm trù nhà Phật mà nói, đó gọi là tự đánh mất phước báo của mình. Đại phú do trời, tiểu phú do cần. Có người sinh ra trong nhung lụa, có người mở mắt đã là ăn xin. Khi sinh ra con người chẳng thể chọn được. Đó là phước báo. Phước báo có tuần hoàn, có tăng trưởng và có tiêu diệt. Vậy làm thế nào để phước báo được tăng trưởng? Khi xưa Phật dạy, con người để giữ được phước báo, tài sản ta kiếm được thì hãy chia thành bốn phần. Một phần để sử dụng hàng ngày, sinh hoạt, kinh doanh. Một phần để dự trữ phòng khi bất trắc. Một phần để giúp đỡ bà con quyến thuộc, người nhà. Và một phần để làm từ thiện công đức. Tôi có mấy người bạn, họ luôn luôn sẵn sàng làm từ thiện mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù rằng còn rất khó khăn trong kinh tế, nhưng luôn tự nhủ mỗi năm phải làm từ thiện. Tôi tin rằng trong tương lai họ sẽ thành công, họ sẽ là đại gia. Ngay bây giờ, họ đã là đại gia trong lòng tôi. Những người này tại sao gương mặt họ luôn bừng sáng, thanh thản và hạnh phúc đến vậy? Làm người, sợ nhất là hưởng hết phước báo mà không tạo ra phước mới. Muốn nhận được thì trước tiên bạn hãy học cách cho đi, mà không cần có tiền và giàu có mới cho đi và bố thí. Ta không có tiền thì bố thí lời nói, trí tuệ, hành động.